đáng lo với vũ khí thời tiết của Trung Quốc ở Biển Đông. Bài phóng sự trên báo South China Morning Post, SCMP, của Hồng Kông công bố thông tin Bắc Kinh đã sẵn sàng lắp đặt một cỗ máy ra đa tán xạ khuếch tán cực mạnh tại thành phố Tam Á thuộc cực nam đảo Hải Nam, có phạm vi hoạt động đến tận Singapore cách đó 2.000 km. Về nguyên tắc, ra đa dùng công nghệ này phát ra chùm năng lượng cực mạnh để khuấy động tầng điện ly. Bằng cách phân tích sóng radio dội ngược lại, các nhà nghiên cứu đo chính xác sự nhiễu động ở tầng điện ly gây ra bởi các tác động vũ trụ, ví dụ như tia mặt trời họ có thể biết được nhiệt độ, mật độ và tốc độ của các hạt hạ nguyên tử từ một khoảng cách rất xa, quan sát và thậm chí tác động trực tiếp đến tầng điện ly, điều mà các gia đa thông thường không thể làm được. Công nghệ này có những ứng dụng dân sự lẫn quân sự, nhưng nguy hiểm nhất phải kể đến khả năng, trên lý thuyết, can thiệp vào thời tiết, gây ra thiên tai trên diện rộng như bão, động đất, sóng thần, dù điều này vẫn còn gây tranh cãi trong giới khoa học. Theo báo SCMP, dự án Tam Á của Trung Quốc một khi hoàn thành sẽ là trạm radar mạnh nhất và duy nhất dùng công nghệ này ở khu vực Biển Đông dù chưa ai xác nhận chức năng vũ khí thời tiết nhưng cỗ máy này chắc chắn có nhiều ứng dụng quân sự khác chẳng hạn nâng cao khả năng tác chiến tàu ngầm phá vỡ hệ thống thông tin liên lạc của các quốc gia khác bằng cách tạo ra một lỗ đen khí quyển một trạm radar đa tương tự tam á đã hoạt động ở tỉnh vân nam thuộc miền nam trung quốc từ năm 2012. theo các tài liệu khoa học của trung quốc trạm này dùng để nghiên cứu tầng điện ly và phát hiện các vật thể cực nhỏ như vệ tinh nano hoặc mảnh vụn của các vật thể không gian dân sự và quân sự đến nay trên thế giới chỉ có khoảng 10 thiết bị gia đa dùng công nghệ này từng được chế tạo chủ yếu bởi mỹ các nước thuộc Liên Xô cũ và Liên minh châu Âu, đặt tại các khu vực ven biển chiến lược quanh Đại Tây Dương, Thái Bình Dương và Bắc Cực. Hiện tại, Mỹ là nước dẫn đầu trong lĩnh vực khoa học Trung Quốc đang theo đuổi. Mỹ xây dựng một chương trình nghiên cứu và tác động tầng điện ly tương tự gọi là HARP ở Gakona thuộc bang Alaska cách đây 10 năm. Mục đích của HARP được mô tả là nâng cao năng lực hoạt động cho vệ tinh và liên lạc tàu ngầm, nhưng nhiều người tin rằng đây là một loại vũ khí thời tiết nên biết rằng chế tạo một cỗ máy đa như vậy vô cùng thách thức về mặt kỹ thuật, chưa kể lượng năng lượng khổng lồ nó tiêu thụ khiến chi phí tăng vọt. Sức mạnh của một chùm năng lượng phát ra tương đương vài trăm megawatt, đủ cho hàng ngàn hộ gia đình ở Mỹ dùng. Các thiết bị lớn nhất có thể bắn ra sóng năng lượng tần số cực thấp trên một diện tích rất lớn, vì chúng có khả năng xuyên qua nước, vỏ trái đất và hộp sọ của người. Một số nhà quan sát lo sợ công nghệ này có thể bị lợi dụng để kích hoạt các trận bão, động đất và thậm chí là điều khiển bộ não.